Ok, chữa bài trước nhá, chữa bài trước xong ôn tập. Ôn tập một hôm xong ra còn bài tập mới luôn nhé. Cái gì nhỉ? Đề số 14. À, với thiết là sao? Thì mày bảo anh dựa hơi mà. Thực ra đến mỗi mũ loga rồi còn khối chóp thôi. Ok. Anh có cái file hay phết. Đợi đi. Hai anh gửi luôn cho mày cái file nhỉ thôi. Ngọc ra dập ghi Minh Ngọc. Của em hết đấy. Cái gì? Mình thắng cân đó. Có hình đấy. Thắng cân là giao điểm 4 đứng trung trực. Nó vẫn giao đâu mà. Nhưng mà chứng minh khó. Không cần chứng minh đâu. Mình cứ vẽ thôi. Mình hình dung là nó cũng giống như là gì nhỉ? Đậu ta. Ngô Minh Sơn đâu ta? Thầy giáo Ngô Minh Sơn đúng không? Anh Trải ở đây. Sẽ ra thành rồi. Ờ ấy rồi. Đây. Đã có trên máy. À, anh nhìn vào anh lưu ở đây. Đấy. Đấy. Được chưa? Không. Chép đi. Anh còn viết kỹ hơn cả hôm trước. Anh chơi viết kỹ hôm trước mà. Đập chưa? Rồi nhá, con tập lại một tí nhá, nói lướt qua này. Hôm trước mình viết trong này à. Hôm trước viết trong này có không? Có lắm, nhưng mà mình viết không kỹ lắm. Cái này là có. Quên mất. Trước nói phần này rồi đúng không? Min Max nói rồi này. Nhưng mà anh nhớ là hôm trước anh nói thiếu cái gì đấy. Đây. Có mấy cái nhận diện đồ thị này khó phết đấy nhá. Hôm trước nói kỹ không? Khó. Đối với chúng ta không nhớ đâu. Thì đây là các bước làm bài. Đấy, thì hôm trước nói rồi đúng không? Đây. Không cực trị hay cực trị các thứ nhá. Nhớ mấy cái này đặc biệt này. Để thực ra là mình không cần nhớ đâu. Vào đấy xong mình đạo hàm lại, mình giải lại cũng được. Tại vì nhớ nó nhiều. Được chưa? Khối đa diện này, xem là trong này có gì hay hơn không. À đấy, có một cái phần này nữa. Nhớ năm khối đa diện đều nhá. Được chưa? Hai cái thằng danh này. Quáng. Thôi. Năm khối đa diện đều, khối thứ nhất là khối tứ diện đều này. Thì nó là 33. Khối lập phương là 43. Bát diện đều là 34. 12 mặt đều là 53, còn 20 mặt đều là 35, được chưa? Thì nhớ là cái đằng trước là gì? Cái số đứng trước ấy, nó là số đỉnh một mặt hoặc là số cạnh một mặt, nói nhẹ cũng được. Tức là một mặt nó sẽ là đa giác đều M đỉnh, thì M đứng trước. Cái đằng sau là P thì nó sẽ là số mặt chung của một đỉnh. Được chưa? Chẳng hạn như hình lập phương thì một đỉnh nó sẽ là mặt chung, à nó sẽ nằm trong ba mặt chung. Nhớ thế nhá, thì mình đỡ phải nhớ số ấy. Nhưng mà hai cái cuối thì phải nhớ ấy. Hai cuối anh chịu. À, cũng có một cái nữa anh không biết trong này, nhưng mà tại vì bình thường mình tư duy được là mặt phẳng đối xứng của các hình đều, nhưng có ba mặt khó. Ai bảo thế? Ba mặt cuối anh không nhớ là nó có mặt phẳng đối xứng không nữa. Lý thuyết anh không nhớ như thật. Có cái mặt bát diện đều là mặt khó. Bát diện đều là bao nhiêu mặt phẳng đối xứng? 9. 9 hay sao? 9. Được chưa? Hình tứ diện đều là mấy? Tứ diện đều tưởng tượng được đúng không? 6 rồi. 6. Sao anh tưởng là 4? Ừ. Đây là mình mở ra cho chắc nhé, tại anh không biết đấy, tại vì cơ bản là không mấy khi nó hỏi ấy. Tự dưng cho một câu vào. Thì đấy, đại học nó không hỏi. Chắc chắn luôn đấy, thật đấy. Anh hơi tự tin quá nhưng mà anh tin là thế. Đâu nhỉ? Sao có gì mà
À, chúng mày ấy thế anh chó. Đây. Ôi, mấy cái này không nhớ làm gì. Kệ. Đây, hình này dễ tưởng tượng này. Hộp chữ nhật lăng trụ tam giác đều tưởng tượng dễ này. Chóp tam giác đều. À là chóp tam giác đều đúng không? Ờ tứ tiện đều là 6. Khó nhờ. Hai cái mặt này, ba cái mặt sau rồi tưởng tượng khó nhỉ. Hai cái mặt cuối này. Nó kiểu thôi kệ đi. Nhớ 6 nhá. Đấy, hình này là hình khó nhớ. Tứ diện đều hình khó nhớ, nhớ là 6 này. Hình này dễ tưởng tượng thì thôi này. Đấy, hình này là hình khó nhớ thì nhớ là 9 nhá. Ba diện đều là 9. Đây một hình nữa là hình lập phương, đúng rồi. Lập phương là 9 phẩy đối xứng. Thế mày nhìn xem làm gì có 20 mặt đều với 12 mặt đều. Đúng không? Làm gì có. Đã bảo rồi. Ba cái mặt này anh bảo đánh dấu rồi gì đó. Được chưa? Còn những mặt khác thì tưởng tượng được. Những mặt khác thì mình chỉ cần lấy gì nhỉ? Đường trung trực của trục đối xứng của tâm xong rồi dựng vuông góc lên là xong. Được chưa? À, với cả lăng trụ thì có một cái mặt nằm ngang nữa. Thế thôi. Ok chưa? Đấy nhá. Đấy là lý thuyết về đa diện này. Lượn luôn. Đến đâu nữa? Đấy cái mấy cái thể diện tích thể tích này thì cũng học thuộc hết đi nhé. Cái công thức diện tích tam giác, cái công thức Herông này đáng nhớ học thuộc ấy. Công thức Herông này hay phết. Bài này. Được chưa? Thằng này này. Mấy thằng trên, hai thằng ngay đằng trước đó thì không có quan trọng. Nhưng mà thằng đầu tiên, thằng số 2 với thằng cuối cùng ấy, là ba thằng công thức hay dùng. Tại vì nó ít khi dùng, chứ không phải không quan trọng nhưng mà tại người ra đề người ta ra nhiều một cái câu không dùng về cái đấy ấy. Chứ thực ra là anh thấy kiến thức toán là quan trọng hết, thống kê nó cũng quan trọng mà. Rồi. Hình diện tích hình thoi, hình thang đấy. Nhớ nhá. Trong này còn gì không? Tỉ số thể tích này. Được chưa? Định lý hàm số cốt, định lý hàm số sin cũng nhớ nhá. Bây giờ nó gọi là định lý sin, định lý cốt, không gọi là hàm số đâu. Trong này chưa có tỉ số gì cả. Chưa biết đúng không? Nhớ cái đấy nhá. Nhớ cái này này. Nhớ cái đầu tăng ở đây. Hả? Không. Để anh in cho. Tỉ số thể tích nhớ nhá. Được chưa? Với cả nhớ cái lưu ý là không có tỉ số của hình chóp tứ giác. Có thì thực ra là có nhưng mà công thức nó khó nhớ. Mình phải cộng, được chưa? Bởi mũ loga thì anh nó cũng chỉ có 12 công thức chứ mấy. Là công thức dễ đúng không? Tập xác định cũng dễ này. Trong này biết thiếu cái gì không? À, hôm trước chế bị so sánh. Nhờ. Đấy, viết thêm so sánh em vào. So sánh loga với mũ này. Cơ số lớn hơn 1 thì giữ nguyên chiều. Nhỏ hơn 1 thì đảo chiều. Thế thôi. Nó lũy thừa có so sánh mà đúng không? Anh viết trên à? Đây. So sánh lũy thừa là cái này. Được chưa? Có hai cái so sánh nhá. Một cái loga, một cái lũy thừa. Hà này không biết bài à? Viết nốt vào phần sau ấy, đang viết mũ loga đấy. Thì viết là so sánh. Đây là so sánh của mũ này. Lũy thừa là đúng hơn là lũy thừa. Được chưa? Em không thấy. Hai đi nào chụp với em á à? Đâu thế mà thôi thế chứ đang học cũng xem đối mặt thật được chưa xong cái này chưa ngoài lại tự nhủ là sẽ có video à viết vào đi anh bảo là anh đi cho bọn em mà à, cũng đúng nhưng mà rồi còn đây là công thức so sánh của loga. Nói chung là cái so sánh của mũ thì có một cái là giống loga là cơ số lớn hơn 1 thì giữ nguyên chiều. Nhưng mà có cái dưới này thì phải chú ý nhé. Cái dưới chú ý này, so sánh cùng số mũ ấy. So sánh cùng số mũ thì nếu mà số mũ lớn không thì chiều giữ nguyên. Còn nếu mà số mũ nhỏ không thì chiều đổi. Được chưa? Đấy, đấy là hàm mũ. Đây là hàm lũy thừa. À, đây là hàm lũy thừa đó nhầm. Còn đây là hàm mũ. Đấy, được chưa? Thôi được rồi, tí in ra. Đạo hàm này, thành cái quang này. Em thuộc rồi, em chưa thuộc. Được chưa?
rồi khối tròn xoay chỉ có từ ngày công thức thôi, được chưa? Cái khó nhất trong tròn xoay là mặt cầu, xong rồi đến nón, xong đến trụ, đúng không? Mặt cầu thì cái gì nhỉ, cái ngoại tiếp ngoại nội tiếp nó hơi khó, nhưng mà chắc là không 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 kiểm tra nhiều. Trên lớp học hết chưa? Tự tìm vào hình chóp tự tìm thôi, chứ còn nếu mà nhớ ra nhiều công thức lắm, có công thức ấy này, trong phiếu công thức ấy ở đầu ấy, nhớ hôm trước ấy. Thế này chào các bạn, không để ý chứ anh không muốn biết công thức của đây này, nhìn đống R, đống công thức này này, sao mà nhớ được nhiều lắm, tại vì nó ký hiệu nó cũng phức tạp ấy. Đấy, đọc đó. Nhưng mà đọc đọc để hiểu cách tìm nhá. Được chưa? Thôi được rồi, bây giờ qua cái phần chữa để ôn tập đi. Thiếu thì anh chịu. Em không thể hiểu em đâu. Thôi rồi, chữa hết nhá. Chữa phiếu coi như là. Được chưa? Tí anh nhìn này nhá. Nào từ câu 1 đến câu 10. Có ai làm nhỉ? Hà Phương, Phương Anh, hôm qua không làm à? Em nhìn đây, anh sẽ cho em một quả trứng. Em đánh cờ không? Em biết quả trứng vàng không? 10 vòng nở ra các thứ ấy. Đấy, anh cho em quả trứng. Được chưa? Bài đấy khó. Rồi. Chữa đề số 14 nhá. Từ câu 1 đến câu 10 nhanh. Không có đâu khó à? Ngọc còn không biết mà. Chưa thèm làm luôn mà. Láo thật mà. Thì cứ chữa. Câu 5 à? Ui. Được. Phương Anh làm nhau, Phương Anh. Ok. Tí làm thêm đề nữa. Ôn tập nốt tuần này rồi sau phải mời. Sắp thi chưa? Tuần sau hay tuần sau nữa? Sau nữa à? Hay sau sau nữa nữa à? Xa nhỉ? Rồi. Chúng mày không biết lịch hài phết nhỉ? Từ... anh không nhớ lắm. À, anh chỉ biết Đinh Công Minh Sơn là anh nhớ nhất thôi. Rồi, ra điểm của AC và BD thì anh thường lấy ở dưới đúng không? Trước cái Hà Phương cho video của anh lên lên nhóm xong rồi nó... anh em... hay phết đấy. Mặt cầu S tâm O, bán kính là OA. À đây nhá. Cũng được, anh thấy cũng không xấu lắm. Cắt mặt phẳng A phẩy, B phẩy, C phẩy, D phẩy. Theo giao tuyến là đường tròn C. Diện tích hình tròn C bằng. Rồi tìm giao tuyến của mặt cầu với mặt phẳng đúng không? Tìm khoảng cách. Thì chúng ta có là... thôi, bán kính OA là bao nhiêu? AB là, đấy nhá, mình sẽ làm như sau này. Mình sẽ phải tìm cái khoảng cách. Nhớ lại cái lý thuyết tí nhá. Mặt cầu vẽ như nào ta? Đây. Đấy nhá, mặt cầu đây đúng không? Mình cắt một cái mặt phẳng qua cái mặt cầu này. Ví dụ thế. Thì nó sẽ ra được một cái giao tuyến là bằng đường tròn. Được chưa? Thì mình sẽ phải tìm cái gì? Tìm cái khoảng cách từ tâm đến tâm đường tròn. Giao tuyến ấy. Ok chưa? Hay nói chính xác hơn là tìm khoảng cách từ tâm đến mặt phẳng. Được chưa? Rồi. Mà mình lại có bán kính của mặt cầu rồi. Đây là R lớn, đây là D. Thì mình sẽ tìm được bán kính của cái giao tuyến đấy. Đấy là cách làm. Mình không cần hình dung được mặt cầu cũng được. Mình chỉ nhớ cách làm thôi, nhớ chưa? Rồi, thì bây giờ mình sẽ có là... lại phải lướt lên để xem đề bài.
L là cái này, L lớn là OA, thì OA sẽ bằng căn của AB cộng AD bình đúng không? Xong rồi chia 2 đúng không? 32 căn 32 là bao nhiêu? 4 căn 2 à? 2 căn 2, được chưa? Tự tính nhá, và cái tính toán này tự tính nhá. Được chưa? 4 bình cộng 4 bình là 32 mà. Rồi 2 căn 2. Nhớ chia 2 đấy. Khoảng cách từ O đến mặt phẳng giao tuyến của mình ấy, mặt phẳng cắt của mình nó nhầm. Nó là chiều cao của hình hộp là 2. Thì cái khoảng cách đấy là D, D sẽ bằng H sẽ bằng 2. Rồi suy ra là R nhỏ là bán kính của cái đường tròn giao tuyến, nó sẽ là căn của 8 trừ đi 4 thì nó là 2. Như vậy là diện tích sẽ bằng 2πr ở đôi khi nó lag ấy. Πr bình là 4π. Đúng rồi, cách làm chỉ thế thôi, không cần vẽ hình nhá. Ý là không cần vẽ đường tròn vào làm gì. Vẽ vào không nhìn được đâu. Nhớ chưa? Ngật ngốn hỉ viết vào. Đồ không làm người ta về nhà. Điều nó phải hai rồi làm tập về nhà đi, chăm chỉ lên. Vâng, con khỉ cho mày con trứng hả? Đấy, tìm R lớn với khoảng cách từ tâm đến mặt phẳng đấy nhá. Nó bảo là gì ạ? Gọi O. Ừ, nó cứ lấy O bất kỳ này, xong rồi nó bảo là mặt cầu S có tâm là O, được chưa? Bán kính là OA đấy, thì mặt cầu S tâm là O, bán kính là OA, thì nó là một cái mặt cầu mà vẽ hình khó tưởng tượng lắm. Rồi cắt cái mặt phẳng đáy trên ấy theo một giao tuyến là đường tròn, thì mình học khoảng vị trí tương đối giữa mặt cầu và mặt phẳng rồi, đó là một đường tròn đúng không, giao tuyến là một đường tròn đúng không? Đấy đấy, cái hình bên phải này. Lộn ngược cái hình này lại thôi. Cái hình dung có một cái mặt cầu nhá, mặt cầu tâm là O này, bán kính là OA này, nó sẽ cắt cái giao tuyến ở trên này là một cái đường tròn nào đó. Thì vấn đề là mình không vẽ được hình như thế, tại vì cái tỷ lệ mình lấy cạnh cũng sai ấy. Đúng ra là hai cạnh này phải gấp đôi đường cao, thì cái hình hộp chữ nhật này nó hơi bè, nó hơi bẹt. Được chưa? Thì mình cứ nhớ cái lý thuyết, không phải lý thuyết mà mình cứ vẽ cái hình tổng quát ra xong mình tưởng tượng thôi. Thì cái công thức của mình là cái bán kính của đường tròn giao tuyến này bình phương nó sẽ bằng bán kính của mặt cầu bình phương trừ đi khoảng cách từ tâm đến mặt phẳng cắt ấy, bình phương. Được chưa? Đấy. Ờ đúng rồi, tại vì nó bảo tìm diện tích. Ok chưa? Đấy, đây là cách làm. Xong chưa? Câu này không khó đâu, chẳng qua là nó hơi lạ, nó hơi mới. Suốt ngày kêu mặt cầu không vào đâu em. Thực ra nó cũng không nhiều điểm, nhưng mà mất điểm nó phí ra, câu này không khó nhá. Hình dung làm gì? Mình cứ hình dung mặt chiều tổng quát thôi, là mặt cầu cắt mặt phẳng tại một, nó tạo ra điểm giao tuyến là một cái đường tròn. Đúng rồi. Đứa nhỏ nó là đấy. Đấy này. Cái hình này làm sao mà vẽ được? Nó bị rối, anh không thể vẽ được đấy. Đấy nhá, Anh nếu vẽ mà muốn, lại trên cái đường tròn kia, anh kẻ hai đường lên được mà. đây, nếu mà muốn vẽ chính xác nhá, đây vẽ nét khác đi, bút hồng 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 gì đấy nhỉ, có hồng hồng không, có đỏ nhá. Hình dung được mặt cầu không? Đại khái thế. Được chưa? Nó có một cái mặt cầu tâm O, bán kính là nửa đường chéo của đáy. Được chưa? Nó sẽ cắt vòng lên trên, tại vì cái đường cao của hình hộp này nó bé. Thế thôi. Nó nhỏ, nó là cái gì đó anh cũng không biết nó cắt ở đâu ấy. Mình muốn tính chính xác là mình lại phải vẽ một cái hình tổng quát cho mình xác định dựa vào cái khoảng cách, chứ mình vẽ hình sao mà nhìn được thật. Được chưa? Đấy, đây chính là R nhỏ. Cái H
chính là cái khoảng cách từ O đến mặt phẳng này, chính là ừ thế thôi gì nữa, không có gì giải thích nữa, hình tổng quát dễ nhìn hơn, được chưa? Thôi được rồi, mày về xem lại cái này. Ừ, nó là cái mũ, không cái mũ thì nó hơi hơi chóp. Rồi còn bao nhiêu nữa nào, không có nào nữa à? 9 sai á? Câu 9 làm gì? Cách làm là gì? Cách làm câu 9 là gì? Ừ, đạn phụ chưa? Nhớ điều kiện của X chứ. Điều kiện của X đặt ra cho nó cẩn thận thôi. T là 1, 1 với 4 đúng không? 1 với 4 thì là 2 với cả 16, 32 à? Đoán B. Có phản nghiệm của T là 1 với 4 không? Ừ. Thì x là 2 với cả 16. Được chưa? Rồi, câu 9 là đáp án B. Thế thôi. Không chữa kỹ. Học thì lười chứ. Có bao nhiêu nữa? Có 10, có 20 à? Lại không có câu nào? Sao lại sao à? Sai đâu? X khác 2 à? Ừ, thế là khoanh đáp án gì? Ây à. Nói chung là làm được câu khó cũng chỉ 0,2 điểm, nhưng sai câu dễ thì mất 0,2 điểm ấy. Thì đấy, nó hòa nhau thì thà một đứa là làm được, không làm sai câu dễ thì hay hơn. Mà nhìn nhìn tấm gương của anh ở đây này, tấm gương của anh là học ngu ấy, không phải là tự cao, nhưng mà ta phải tự kiêu ấy. Thôi câu 22 này nhớ cái làm không? Hai hai mấy câu rồi anh gặp câu 22 này anh không làm. Ok, anh làm không nhanh lắm tại vì anh cũng không nhớ được mấy cái cực trị đạo hàm ra mất thời gian. Có mấy đứa nhớ cực trị, nhớ mấy cái dấu hiệu cực trị ấy, xong rồi nó làm phát ra luôn, mình cứ phải đạo hàm. Thôi được không? Mình cứ đạo hàm ra nhé. Tại vì anh cũng không thích học thuộc. Rồi. Ok, xóa nhầm rồi. Tính p-bin. X lớn y lớn 1. Ảo như thế nhỉ? Rồi, coi nó sẽ biến đổi một chút trước đúng không? Anh nghĩ là làm một cách thủ công nhất thì mình sẽ làm như sau. P bằng, tức là mình không 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 quan tâm đến việc cách này có nhanh hay chậm. Mình cứ xen chèn cơ số vào nhá. Đây nó có cơ số y đẹp đúng không? Thì chèn theo y vậy. Được chưa? Loga bình của x phần y x mũ 3 cộng với 36 loga của y x phần y. Thằng này nó sẽ bằng 3 lần 9 nhé. 9 loga của x phần y của x bình phương. Được chưa? Cộng với 36 loga của y x này trừ đi 36. Đúng không? Được chưa? Tiếp. Ở đây chúng ta đảo ngược cơ số nhanh đi. Đỡ phải chèn cơ số. Được chưa? Nó sẽ là 9. Câu này khó rồi. Mình cứ thử biến đổi thôi. 9 phần loga của x này, x phần y bình phương này, được chưa? Cộng với 36 loga của sau điểm nguyên thôi. Rồi đến đây chúng ta sẽ ra là 9 chia cho 1 trừ t bình phương cộng với 36 phần t trừ 36 với t là loga của
XY. Đấy, đến đây thì làm được rồi đấy. Mình là đạo hàm mình làm như bình thường thôi. Chúng ta không phải dài nhỉ. Hàm nó cứ. Chúng ta có x lớn y lớn 1. Như vậy là chúng ta có điều kiện của T đúng không? X lớn y nên là cái này nhỏ hơn 0 à? À nhỏ hơn 1 à? Đúng chưa? X lớn y mà. Có phải là x lớn y thì loga cơ số x của x. À ừ nhỉ. Mình ở chưa biết x lớn 1 ở lớn 1 rồi. Loga cơ số x của x sẽ lớn hơn loga cơ số x của y. Tức là 1 lớn t. Được chưa? Rồi, t nhỏ hơn 1. Nhìn cái này hoài quá, lười. Rồi. Đây chúng ta đạo hàm nhé. F phẩy t sẽ bằng là đùa. F phẩy t bằng là trừ 9 này chia cho 1 trừ t mũ 3 nhân với u phẩy đúng không? 2 trừ 2 là trừ 3. À đó. Anh viết dạng mũ cho dễ đạo hàm nhé. Cái thằng này đó là 9 nhân với cả 1 trừ t mũ trừ 2 này cộng với 36 nhân t mũ trừ 1 trừ 36 được chưa? Trừ 18 1 trừ t mũ trừ 3 trừ 36 nhân t mũ trừ 2 trừ 36. Rồi. À ừ nhỉ. Không ai lắc nhiều nhỉ. Đây sẽ có là trừ 18 của 1 trừ t mũ 3 trừ 36 trên t bình. Rồi. F phẩy t bằng 0. T nhỏ hơn 1 thì thằng này lớn hơn 0 à? Thằng này lớn hơn 0 này. Thằng này lớn hơn 0 thì thằng này nhỏ hơn 0. Thằng này nhỏ hơn 0 thì thằng này nhỏ hơn 0 đúng không? Rồi, đấy đánh giá luôn, đỡ phải tìm nghiệm. Chúng ta sẽ đánh giá được nhá. Đây làm chi tiết bài này này. Bài này mệt mỏi hết. T nhỏ hơn 1 nên chúng ta suy ra là 1 trừ T sẽ lớn hơn 0. Suy ra trừ 18 phần 1 trừ T mũ 3 nhỏ hơn 0. Rồi. Mà cái trừ 36 phần T bình ấy nó cũng nhỏ hơn 0. Thế nên là chúng ta sẽ suy ra F phẩy của T nhỏ hơn 0. Thì F là hàm nghịch biến. Nghịch biến thì max sẽ là ở đầu đúng không? Max của ST trên tập xác định của nó. Tập xác định của nó là T nhỏ hơn 1 à? Thì max đúng không? Min á. Thế nào nhỉ? À đâu? Đúng rồi mà. Đúng rồi. Anh làm linh tinh min đúng là coi có min làm gì có mắc. Rồi, vẽ bằng thiên lên cho dễ nhìn nhá. Đây này. F phẩy F này. Nó có min đúng rồi. Min là đúng rồi. May thế. May là mình lắc đã. Một này. Đưa mô cùng này. Được chưa? À đâu nhỏ hơn một mà. Đây âm vô cùng 1 F phẩy có xác định không nhỉ? Không xác định tại 1. Cho ai là không xác định này. Dấu là dấu trừ này. Bỏ đi hết phần này đi này. Được chưa? Thế nhưng mà chúng ta thấy là F cũng không xác định đúng không? Cho hai gạch nốt. Ủa? Hai gạch thì làm gì có mi? What the fuck? Điều kiện là y khác không? Mình làm láo quá. Chỗ này mình nghịch đảo là mình phải có điều kiện. X khác 1. X khác 1 rồi mà. X lớn y lớn 1 mà.
lớn đi, lớn một thì chúng ta sẽ có là cái này luôn khác không mà ta, cái này khác không mà đúng không? Tại vì x phần y không thể bằng một được. Thế thì mình chia chia đúng mà, 1 trừ t với t là loga của x y. À, đúng không? Đúng rồi này. X làm sao bằng y được đúng không? Thì t khác 1. Thôi được rồi, để xem thử nhé. Lim của t tiến đến 1 của ft sẽ bằng thằng này tiến đến 1 thì nó là dương vô cùng à? Sao thế ta? Mình làm sai ở đâu à? Từ từ. Âm 18 đạo hàm đúng không ta? Đạo hàm đúng này. Đánh giá cũng đúng đúng không? Hàng nghịch biến. Chỗ này mà thế quái rồi nhỉ? Thay bổ sao? Thay bổ từ âm 10 đến 1 0,9 đến, tức là 0,5 cũng được. Tức là âm âm 9,5 đến 10 đến 0,5 cho đẹp. Lấy 10 giá trị thôi. Đấy. Ừ, t lớn 1 làm gì nữa? À, t nhỏ hơn 1 mà. Ờ thì đặt ẩn t ấy. Anh ra đây rồi mà. Tất nhiên anh sẽ trong thời điểm đấy anh sẽ thử thử xem nó ra cái gì. Nhưng mà mình làm sai ở đâu? Chắc cả mình phải làm sai ở đâu ấy chứ. Trong này có đáp án mà. Sao phải nghĩ? Cái gì nhỉ? 72 cơ. Từ từ. À. Thế mà lúc ấy con thập phương của mình làm đúng. Đúng hay sai? Thế sao này nó làm ra khác nhỉ? Anh đúng không? Nó cũng đổi giống anh à. Rồi, cũng là 9 này. Đến đây ok rồi này. Tại sao lại phải đổi ra y x mà không phải là x y nhỉ? X y thì sao? Thì x y mình sai ở đâu à? Úi dồi, thằng còn cosi ấy, chiến đấy. Thằng em cosi nó không còn làm hàm số cơ. Không, như thế thì cách làm thuộc cách mình, từ từ mình phải xem mình sai ở đâu. Nếu nó đúng, thế là nếu nó đúng nhá. Anh thử xem nó đúng không nhá. 1 trừ u. Đâu? Ix trừ 36 đúng rồi. Nhưng mà mình làm đúng hết từ đầu đến cuối thì tại sao không ra kết quả? À, ván đầu nha. Cái gì à? Thằng nghịch biến. Nếu mà đúng nghịch biến đúng là có min thật, nhưng mà để anh xem nó xác định từ đâu, từ min từ đâu. Nó không xảy ra khi mà x bằng y bình à?
x bằng y bình. Tắt ngay nhé. Câu hỏi dùng mất thời gian nhé. Nháp cái. X bằng y bình tức là log x y sẽ bằng 1/2. Ồ. Mình giải sai đạo hàm à? Đúng không? Phải như này đúng không? Ok. Mình nhập sai đạo hàm đúng không? X lớn y thằng anh nhỏ hơn 1. Khó chịu nhỉ? Nhỏ hơn 1t, 1 trừ t lớn 0. Mũ 3 lên nó cũng lớn 0 mà. À? Thế mình đạo hàm sai à? Từ từ. Thế thì cách làm ngoài của nó sai đúng không? Từ từ. 9 1 1 trừ t làm gì nữa? Ừ, anh biết 1 trừ t mà. Cái này là u trừ 1 này. Rồi ok, làm đúng này. 1 phần cái chó gì đấy. Ờ à, đúng, học lấy. Ok này. Tách ra. Tách khéo đấy. Rồi ok. Rút 1 ra. Nhóm thằng này vào. Nhóm thằng này vào. Cô si 3 số, cô di 2 số. Địch ế. Hai. Cách làm hay. Tách kinh nhở. Thằng nào nghĩ cái tách kiểu này cũng ảo ấy. Nó biết trước là u sẽ bằng 1. À đâu. U sẽ bằng 1 phần 2. U bằng 2. Ba thằng này bằng nhau. U bằng 2 đúng không ạ? Đúng rồi ta. Cách làm đáp án đúng rồi ta. Cái gì à? Ai à? Là 2 à? Sao lại là mắc? Em có điều kiện là x lớn hơn y lớn 1 không? Tức là t của mình nhỏ hơn 1. Em nhập từ âm 9,5 đến 0,5 chưa ạ? Những chỗ khác thì nó nhỏ hơn à? Thì đáp án này là sai rồi. Sai ở đâu đấy mình phải kiểm tra lại. Im. Đáp án sẽ sai ở đâu đó. Không, chúng ta phải biết chứ. Bây giờ chúng ta không thể bỏ qua được. Bỏ qua được một cái gì đấy mà mình thấy vô lý được. Mình phải làm cho chặt chẽ. Thế thì cách làm mình đúng không? Ít nhất là mình vẫn đúng. Tăng lên á. Tức là cái đoạn này là tăng lên là sao? Từ âm lên dương ấy, nó không xác định đoạn nó kiểu từ âm xuống âm hơn là nó không có 12 luôn. Thế đéo là mình âm nhỉ? Đây là tăng đâu, đây là giảm mà. Ờ nhỉ. Giảm xong rồi tăng một phát lên 72. Đạo hàm đúng rồi ta. Cộng với 36 phân x trừ 36. Ờ. Thử khoảng nhỏ hơn lên nào. Âm 0,5 đến 0,5 xong rồi cho 10 giá trị vào. Chạy với anh xem như nào. Mình phải xem lại cái đạo hàm của mình nữa đúng không? À. Mẹ cái thằng ngu này. Đố là nào nhìn đứa nào không nhìn ra anh sai ở đâu, bọn này học kém thế. Chúng mày lớp mấy rồi? Đùa à? Anh xin lỗi.
Thầy đéo chịu được. Má. Thầy thế không biết. Làm láo tét thật sự luôn á. Tại sao phải thêm, tại sao phải thay dấu? Khỏi ôi học sinh giỏi của chúng tôi. Mấy cái cậu ấy không biết à? Em không biết. Đây là U phẩy. Đây là MU mà. Hàm hợp. Chưa nhân U phẩy. Đúng không? Làm tắt được thế đấy. Cậu bảo thế lúc nào hả cậu? Em bảo là phải nhân thêm cái trừ. Anh không nghe thấy em nói thế lúc nào hết. Ok, lỗi anh. Rồi, hai này bằng nhau. Thế tức là mình sẽ giải được F phẩy T bằng bằng không. Đấy, dùng máy tính mình có thể biết được sai đâu ấy, nhưng mà mất thời gian thôi. Cay vậy. Anh á. Tức là 2 của 1 trừ T. Đấy lại làm láo rồi, thôi làm chậm nhá. Chuyển về sang nhân 2 lên đúng không? Bằng T bình. Thằng này là 2T mũ 3 trừ đi 6T bình cộng 6T cộng 3 à cộng 2. Tí sai. Được chưa? Rồi bấm máy tính cho anh. T min đâu? Cái thằng này là trừ 7 à? Lẻ thế. Trông có vẻ là không đẹp. Có vẻ là không đẹp. Trên con đường em đi. 1 phần 2 đúng không? Và môn nghiệm à? Thế thì mình giải sai cái này đi. À lời sai thật. Lỗi anh. Tại vì nãy anh nãy anh làm sao nhỉ? Anh vừa ngồi làm tích phân đường tích khuôn mặt nhức cả đầu. Đấy, đây là cộng 8. À đâu? Trừ 5. Chưa? Bọn này. Hôm nay anh thử cho mày nhiều thế là chúng mày không nhận ra anh Hải đâu. Mày kém thế. Vẫn sai á? Nhân 2 lên nó chẳng bằng nhau ở 3. thế nào nhỉ? Từ từ. Hôm nay làm sao nhỉ? À, đây là trừ 2. Xin lỗi. Đùa, khó chịu đấy. Đúng không? Rồi, thế là vui rồi. Cay rồi. Âm vô cùng 1 phần 2. 1, dương vô cùng đúng không? Đấy là cách làm phổ thông hơn. Cách làm kia thì hơi khó. Làm kia thằng nào phải có kinh nghiệm. Kinh nghiệm làm nhiều bất hợp thức. Ai bảo thế mấy thằng làm được cái đẩy. Lớp 9 ai học bất hợp thức đó? Tức là bất hợp thức cơ mà. Bất hợp thức học sinh giỏi mới học, học làm gì? Cô si chúng mày toàn cô si này gì a cộng b lớn bằng 2 căn ab gì mấy cái từ thế thì bên trái là âm đúng không, thử nghiệm nhá, hay không ở đây là 9 à, đây khác không nữa à? Ừ nhỉ, mình quên mất đây khác không nữa đúng không? Thôi 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 thôi. Hai cái thằng này thôi. T khác không nữa đúng không? Tại vì T đã tự khác không rồi, tại vì cái gì nhỉ? Tại vì Y khác 1. Lắm chỗ nhỉ? Thế chúng ta phải xét từng khoảng 1 đúng không? Thử âm 1 vào đây cho anh em ạ. Âm 1 cái này là 2 đúng không?
Thôi đã tính toán lú rồi, 9 phần 4 này trừ đi 36 ở cái này âm đúng không, này là âm này, thử 0,25 vào đây xem nào, bấm hộ anh mình tính cái hả, 0,5 vào dương đúng không, chỗ này là âm à, dương nốt á, F phẩy mà. Cậu ơi, bài đã lú rồi. Ờ giờ lúc anh cũng thay nhầm đúng không? Ủa. Không là chỗ không xác định ấy. Anh quên mất ở đây có chỗ không xác định là không ấy này. Đấy, lúc ấy còn sai, âm hết á. Âm hết sạch. Đúng không? Cái chuyện bình thường có sao đâu. Rồi, đây là âm này. Bên này phải hai bên này phải trái dấu nhau chứ. Nhưng mà logic. Âm như này á. Đưa mày tính đi. Đéo thể tin được bọn này. Mệt quá. Thật mày để tiếng Anh à, Hạng Thành. Sao em để tiếng Anh? Ngầu ấy nhỉ, âm 0,5 âm 5 luôn đi, chậm cái này là dương rạch nhỉ, 0,75 cơ mà em thay vào cái này cơ mà, F phẩy đúng không, sao ra âm được, anh vừa thay vào cái này xong thì min đúng là một tại 1/2 thật được chưa, thằng này là bao nhiêu nhỉ, 72, x tính dần đến không, từ coi làm cận kỹ một tí nhá, tại vì tìm cái đầu á, x lớn hơn y nghe nhỏ hơn một, nhỏ hơn một thì tại sao nó không thể nào là bên này đúng không, nó bên này được đúng không, thằng này thì mấy, đây là dư vô cùng á, mệt mỏi cái bọn này. Tại vì thay vì mình phải ngồi tính giới hạn thì mình bấm máy tính cho nhanh chứ. 9 phần 1. Thế thì câu hỏi sai đề. Tại vì làm gì có min. Chả qua nó cố gắng dùng Cauchy thôi. Làm gì có min. Anh sẽ tí anh sẽ ngồi lại anh xem sai đề đâu. À đáp án sai được. Hả? Âm vô cùng mà, thằng nào bảo dương vô cùng. Âm mà, âm mà. Thế mà ngoại bảo dương. Anh làm anh bị bố ơi. Thằng này là âm 36 à? Đúng rồi, tại vì hai thằng này là không. Hai cái thằng này tìm thấy không. Thằng này tìm thấy âm 36 à, đúng rồi. Rồi. Thằng này dư một cùng này. Này cũng dư một cùng. Rồi. Không có min nhá. Ví dụ nhá, bây giờ anh mình thử thêm một cái cho chắc này. Giả sử T bằng 0,1 đi, âm 0,01 luôn đi. Tức là log cơ số x của y sẽ bằng âm 0,01 đúng không? Tức là x mũ âm 0,01 bằng y à? Một phần x mũ 0,01 bằng y,
x lớn y, x lớn hơn y lớn hơn 1, x lớn hơn 1 phần x mũ 0,01. Chắc hay đúng mà đúng không? Hợp lý mà đúng không? Thỏa mãn điều kiện đúng không? Được chưa? Thỏa mãn điều kiện không? Tìm đại học cái này mình ngu nhỉ. Đúng mà sao lúc mình nhầm sai nhỉ, bảng đầu á. Đây nha. Đây mình muốn thử lại điều kiện chúng ta sẽ xét là x liệu có lớn hơn x mũ trừ 0,01 hay không với x lớn 1. Có đúng không? Tại vì 1 lớn hơn 0 âm, đúng rồi. Có. Mọi người tính chắc. Đúng rồi. Có mà, đúng không? Rồi, đấy. Thế thì nếu mà t bằng âm 0,01 thì nó ra bao nhiêu? Thử lại cái lúc nãy xem nào. Để anh chắc chắn lại một lần nữa là không có min. 9 phần 1 trừ t bình phương này cộng 36 phần t này trừ 36 này 0,01 đúng không? Đấy, âm 3006 cơ mà. Rồi. Ok nhá. Câu hỏi thiếu điều kiện đúng không? Đáng lẽ ra là nó phải làm thế nào đấy để cái loga cơ số x của y lớn hơn 0 nữa. Tức là y lớn hơn 1. Hả? Có mà. Ồ nhỉ. Thằng này lớn hơn 0 mà. Nhức cái đầu quá. Tại sao nó có vẻ không có điều kiện nhỉ? À lớn hơn 1 nữa. Thì tức là loga cái này lớn hơn. Ờ. Không phải ngu quá. Trời, thôi được rồi. Đáp án đúng chưa? Đây. Em bảo mình quái mình cứ làm sao cấn. Đây. Nhìn đây này. X lớn y lớn 1, thế nên là mình lấy loga cơ số x của cả ba vế nhá. Chúng ta so với lớn hơn cả loga cơ số x của 1 thì thằng này là thằng này nó sẽ là gì? 1 lớn hơn loga x y, cái này bằng t lớn hơn 0, được chưa? Xét khoảng này thôi. Cay vãi. Ức chế nha. Rồi đấy, min là 72 đấy. Điên thật. Ok, được chưa? Mấy cái mũ loga này điều kiện nó hơi lằng nhằng một tí. Thì cái bảng với thiên như này nhá. Được chưa? Con khỉ ấy. Không ai hơi chung không? Anh... Như đầu á. Quên mất cái điều kiện này. Dễ có... Làm có dễ không? Được chưa? Hay con khỉ. Mấy cái loga này thì mình nhớ đặt điều kiện kỹ rồi nhá. Cái này khó rồi. Hay à. Cái đoạn này đoạn lằng nhằng này. Được chưa? Đóng khung mà. Đấy. Rồi ok. Câu hỏi nữa. Có một thời gian ý nhỉ? Đến câu 30 nào. Quang.
Thành thôi. 23 đến 30 cô nữa. Tự dưng mình giải mất thời gian lại mình toàn thiếu điều kiện, thiếu này thiếu kia mệt quá. Lỗi kỹ thuật. 29 á? 29 sai thôi. Được chưa? 28, 27, 26 dễ đúng không? 24 khó. Không khó. Làm được không? Không làm được à? Dễ không? Thế là có dễ không? Có phải chữa không? Chữa nhá. Rồi, 24 à? Hả? Ừ, nghỉ 15 phút nhá, xong vào làm đề. Thôi, anh đang mệt rồi. Thôi rồi, làm anh cảm thấy buồn chán quá. Tam giác vuông cân tại B à? Trụ không đứng đúng không? Rất là mệt mỏi. Rồi. Thế phải vẽ em sao cho nó khéo khéo một tí đúng không? Một, hai, ba, bốn, năm, sáu quá. H, C bằng 2 là HA. Rồi. Rồi đây, đây là hình vẽ. Đấy, vẽ chính xác rồi đấy. A, B, C. Rồi, ok. Mặt bên A, B, B phẩy, A phẩy tạo với đáy bằng góc 60 độ. Thì chúng ta phải tìm góc giữa hai mặt phẳng nào. Đây. Hạ vuông góc từ thằng này xuống đúng không? Đây là 60 độ à? Đây là cái gì? Đây là cái gì nào? Hả? Cái gì? Em nói cái gì đấy? AB là A căn 3. Vuông cân à? A căn 3. 6 2 A căn 3 ở đâu? A căn 6. Rồi. Thế chúng mày làm như nào mà ta lép? Làm như nào? Có tỷ lệ S rồi kìa. Cái này á? Vuông đúng không? Anh đặt tên đi. Có A, H với cả HC rồi. Rồi, đây là một phần, đây là hai phần. Đúng không? Xong rồi cái cạnh giữa với cả cạnh BC ngoài kìa. Thằng này là A căn 3 đúng không? Thế thì chúng ta sẽ có... Thằng này là... A gì? A phẩy gì đấy? K đi. Được chưa? Chúng ta sẽ có là HK chia cho BC sẽ bằng 1/3. Chi ra HK sẽ bằng A căn 3 trên 3. Rồi, suy ra được cao AH sẽ bằng tan 60 độ nhân với HK đúng không? Tan 60 độ bao nhiêu nhỉ? Là A khi ra về đúng không? Ơ, thế là cho mấy cái khác cho vui rồi. Thì làm cái này xong nhanh nhất đúng không? Rồi. Nó sẽ có là đường cao là A nhân với thể tích đáy. À, thể tích đáy là 3A trên 2. Thì là 3A bình. Nhầm, 3 mũ 3 trên 2. Được chưa?
ok chưa? Cổng kính. Tức là nếu mà mình không nhìn thấy cái vuông góc này thì cũng mất thời gian đúng không? Rồi. Nghỉ 15 phút nhá. 4 giờ học tiếp. Chào anh ngoan đấy. Ok, chữ tiếp nha. Cổng kính mất thời gian quá nhỉ. Khó chịu. Nói anh học hơi ngu. Câu 31 dễ này. 32 cũng sao đoạn sau dễ. Và 3 cũng dễ. Và 4 dễ đúng không? 35 có dễ không? Dễ đúng không? Đừng cho ngoại tiếp tam giác đều thì không khó. Đúng chưa? Thôi, quang về chỗ. Thành. Thành. Dậy. Rồi, 37 cũng dễ này. Cơ số nhỏ hơn 1 đúng không? Lớn không? Nhỏ hơn 1 lớn không là bao nhiêu? A à, lớn hơn 2019, nhỏ hơn 2010 à? 37 là B đúng không? Rồi, các đoạn này dễ nhỉ? Cái câu nào nào? Ui, đoạn sau dễ thật đấy. 41 à? Ờ. Ngô có vẻ căng. Rồi Hà Phương học giỏi nhỉ. Hai rưỡi rồi mà không ngủ à? Gọi S là tập số nguyên. À, phương trình có đúng hai nghiệm. Đặt T đúng không? Hơi mệt. Làm cẩn thận nhé. Anh cay cú lắm rồi. Cái câu lúc ấy mình là cẩn thận điều kiện một tí là nó không bị mất thời gian như thế. Nếu chúng ta làm cẩn thận, cái này tương đương với loga cơ số 2 của X. Tất cả bình. Trừ đi 2. 2 lần loga cơ số 2 của x bằng m trừ đi căn của loga cơ số 2 của x cộng m. Điều kiện đầy đủ ra nó sẽ là x lớn 0 là 1. M lớn hơn trừ loga cơ số 2 của x là 2. Còn không? Hết đúng không? Ok. Thực ra được rồi. Đặt loga cơ số 2 của x là t, đúng chưa? Anh đã quá cẩn thận. Đấy trước sai cái cú. T có điều kiện gì không? Đây có x lớn. Sang này được không? Điều kiện gì, điều kiện gì đâu? Loga hai điều kiện gì nhưng anh quan tâm điều kiện có liên quan đến m ấy mà. Tí là sau nhé. Thì suy ra là t bình trừ 2t trừ m bằng căn của trừ căn của t cộng m. Thế thì thằng này âm à? Lại thêm điều kiện nữa là t bình trừ 2t trừ m. Anh định bình phương hai vế lên thì hơi kinh đúng không? Thôi. Chắc là mình bình phương hai vế lên thôi nhỉ? Chắc thế, mình chỉ bình phương hai vế thôi chứ còn. Ờ, bình phương hai vế thôi. T cộng m. Rồi ok, bình phương hai vế cho nhanh. Điều kiện là t bình trừ 2t trừ m lớn không? À nhỏ không? Bình phương hai vế lên là d mũ mấy nghiệm nhỉ? Hai nghiệm t bình cộng 4 t mũ 4 cộng 4 t bình này cộng m bình. À, anh cảm giác là có nghiệm, cái này có nghiệm nhỉ?
căn đó được rồi, trừ đi 2mt bình này cộng với 2 4 chứ 2 đúng không, 2mt bình rồi cộng với 4 lần mt trừ đi 4t mũ 3 được chưa, sẽ bằng t cộng m. Ok. Hơi kinh quá nhỉ. Ta sẽ có là từ từ đoạn sau đừng viết vội. Anh nghĩ là có cách khác ấy. Để anh xem là cách này có nhanh hơn không ạ. T mũ 4 trừ 4 T mũ 3 này cộng 4 T bình này trừ T này. Ai à, cái này vướng vào bình rồi. Không rút được, không rút được, không là cái này được. Hai nghiệm phân biệt, đúng hai nghiệm, hai nghiệm của x tức là hai nghiệm của t. Nhức đầu nhé. Ngày là t bình trừ t bằng t cộng m trừ căn của t cộng m à? T nhân t trừ 1 à? Ok. Được chưa? Chứ đừng biến đổi nó ra. Ok chưa? Còn Phương Anh kia làm gì đấy? Chưa nào? Được chưa? Nghe hiểu không? Đặt T xong cố gắng biến đổi về hàm đặc trưng. Mình thấy là mình rút được cái T cộng M chung lại này. Chuyển T cộng M sang thì nó bên kia có đúng là T bình trừ T, rút được T ra ngoài thì nó đúng là T nhân T trừ 1 không? Chưa? Đấy. Thì chúng ta thấy là nếu mà chúng ta có F T bằng T bình trừ T suy ra F phẩy sẽ bằng 2T trừ 1. Đấy lại còn điều kiện của T nữa nhỉ. Ngày nó đâu có ấy đâu. Thằng này nó lại có không phải là đồng biến à? Mặc dù là anh sẽ cho t bằng luôn căn của t cộng m nhưng mà nó không đồng biến, nó không nghịch biến. Cái làm tự luận này nó hơi khó chịu. F phẩy bằng 2t trừ 1 cho nó bằng 0 thì là t bằng phần 2 à? Im nhá. Điều bây giờ kiện nhất cái đầu. M lớn hơn trừ T. Rồi, M lớn hơn T nhân với T trừ 2. Thôi được rồi, mình làm trắc nghiệm mà, kệ nó đã. Kệ mà tự luận đã, đến đây mình cho luôn nhá. Thì anh kiểm tra lại sau. Cho luôn là T bằng căn của T cộng M. Được chưa? Hai vế giống giống dạng nhau mà. Bình phương hai vế lên chúng ta sẽ có là T bình bằng T cộng M tương đương là T bình trừ T trừ M bằng 0 bằng M đi. Được chưa? Điều kiện đây là t lớn hơn 0.
Để Bình Phương hai vé. Rồi. Nhiều đầu nhiều điều kiện nhỉ? T lớn không. Thôi được rồi, kệ điều kiện đã. Rồi, để phương trình có hai nghiệm. Thì suy ra là hai nghiệm x ấy. Suy ra là sao có hai nghiệm P thỏa mãn các điều kiện tương đương với T bình trừ T, vẽ bằng thiên nhé. T này, phẩy của T này và FT này, cực trị của nó là 1 phần 2. Bên trái là âm, bên phải dương này. Rồi, hai nghiệm nó rơi vào đây đúng không? Y bằng M. Thì cái này nó sẽ là bao nhiêu nhỉ? 1 phần 4 trừ 1 phần 4. Nhưng mà vẫn còn một cái nữa là T phải lớn hơn không? Đúng không? T lớn hơn không thì thằng này nó mới có điều kiện để bình phương mà. Rồi. Thay không vào cái này nó sẽ là không. Như vậy là trừ 1 phần 4 nhỏ hơn m, nhỏ hơn không á. Đáp án là không, đáp án của đáp án đó. Cái thằng này hai thằng này không bằng nhau được đấy, chỗ này này, cái chỗ này là hai thằng này nó không tương đương đấy. Lại phải giải kiểu gì ta, đạo hàm nhá. Nếu mà có ft là bằng t bình trừ t, f phẩy sẽ bằng 2t trừ 1 thì bằng không khi và chỉ khi t 1/2. Nó là cái paramôn đấy, thế nên là nếu mà fa bằng fb thì chưa chắc a bằng b, được chưa? Nhức cái đầu. Rồi, một trường hợp nữa. Anh thử nhá. Đây là một trường hợp. Coi một trường hợp đi. Chia trường hợp với nhá. Trường hợp 1 là FA bằng FB thì A bằng B. Trường hợp 2 này, bởi vì nó là parabol ấy. Thì nếu mà FA bằng FB ấy, thì tức là A cộng B chia 2 nó sẽ bằng 1 phần 2. Hiểu không? Hình dung được không? Cái đỉnh của parabol là 1 phần 2 của tổng hai nghiệm. Tổng hai điểm bất kỳ, cắt đường thẳng bất kỳ, không cần nhất thiết là đường thẳng OX đâu. Hiểu không? Cứ hai điểm bất kỳ và bằng nhau ấy, có cái hoành tung độ bằng nhau ấy, nó sẽ đối xứng nhau qua đỉnh của parabol, đúng không? Đấy, thì chúng ta sẽ có là suy ra là đổ bút T với T cộng căn T cộng M đúng không? T cộng căn của T cộng M sẽ bằng 1. Tức là căn của T cộng M sẽ bằng 1 trừ T. Đây T phải nhỏ hơn 1. Bình phương 2 vế lên chúng ta sẽ có là T bình trừ 2T cộng 1 bằng T cộng M tương đương với T bình trừ T cộng 1 bằng M. Rồi lại giống lúc nãy. Nhưng mà lỡ nó rơi vào cả hai trường hợp thì sao nhỉ? Làm cái đầu quá. Đây phải có điều kiện nữa. Điều kiện của chúng ta là, đấy, làm cẩn thận một tí nhá. T với căn của T cộng M thằng nào lớn hơn nhỉ? Chả có điều kiện của T đúng không? Điều kiện của T không có này.
Điều kiện của T không có à? Anh phải cái căn này là sao? Mở âm là sao? Ý anh là ý là sao? À, nó không được, nó chưa lên. Ừ, nhưng mà nó cũng không liên quan lắm. M lớn hơn T, à M lớn hơn trừ T thì đúng, tức là T nhỏ hơn trừ M thì T sẽ nhỏ hơn cái min đúng không? Nhỏ hơn âm 2022. À. Căn nhỏ không là sao? Là cái này á? Anh đặt điều kiện được mà. Nhưng mà anh đang muốn là chia rõ ra, tại vì lỡ như mà nó phải ở hai hai bên ấy, tức là A và B nó phải sắp xếp như này này, A và trừ B, tức là cái đỉnh của parabol ấy, cái đỉnh ở giữa là 1/2 đúng không? Bên này là B ấy, nó phải sắp xếp như này này. Thì AB nó phải ở hai phía của cái đỉnh của parabol. Làm thế nào thì khó chịu quá hả? Thêm một điều kiện nữa. T mà nhỏ hơn 1 thì không. Không biết được là T nhỏ hơn 1 thì chắc chắn là T sẽ nhỏ hơn căn của T cộng M đúng không nhỉ? T bình với cả T cộng M. À dạ, nhưng cái đầu nha. Kiểm tra điều kiện kỹ nó mệt đó. Rồi. Rồi, giải nốt đã. Thằng này T này, F phẩy này, F này. Vẫn là 1/2 này. Không này, âm dương này. Rồi hai nghiệm ở đây này. T nhỏ hơn 1. 1 thì bên này là 1 này. Đỉnh là bao nhiêu? 1/4 trừ 1/2 trừ 1/4 cộng 1 là 3 phần... What the fuck? Rõ ràng là có một trường hợp nữa. Ok. Đợi anh tí. Khó chịu ha. Bao nhiêu nhỉ? 41 à? Điều kiện ok. Ok, giống mình. Làm cách khác à? À không, vẫn thế thôi, đúng không? À ừ nhỉ. Nó không làm đúng mình. Nó giải hẳn ra cơ. Không phải hẳn ở trưng đúng không? Cái này làm ừ. Hả? Đợi tí. Tí thôi. Giải hẳn ra được ừ. Cái à, sao mình kém ấy? U bằng V. Ok. Ok. Phương Anh. Đấy. Thôi qua câu này để lại. Nốt đi. Có câu nào nữa? Bao nhiêu? 28 á? Sao lại 28? Đấy không bảo. Xin lỗi. Cái này thì chuyển M sang đặt T. Làm như bài tương giao bình thường này. Cậu kia ngồi hẳn hoi cất hỏi đi. Thành Ngọc. Đợi. Thế thì mình chữa à?
chắc các em non hoặc là anh hoặc là đáp án sai. Cái câu này bẫy mình ạ. Câu này không được học trưng đúng không? Chuyển thế sang mình còn đặt ra được luôn. Ôi rồi. Có chịu. Đùa mình toàn làm được gần kiểu. Câu này đặt T đúng không? T bằng 3 mũ x lớn hơn 0. Thì ra là ST sẽ bằng T bình trừ 4T trừ 2 bằng M. À đâu? Trừ M. Anh không thích để M âm. Anh không thích để M âm. Trừ T bình cộng 4T cộng 2. Rồi. Hai nghiệm thực phân biệt. Cái này có hai nghiệm, đúng không? Tại vì hàm mũ là hàm đơn điệu chia R. Là có T này. F phẩy. F. Mấy ta? Trừ 2T cộng 4, 2 đúng không? 0 này. 0 này. Rồi. Trái là dương, phải âm. Đúng chưa? Đúng nhỉ? Ok. Thế thì M ở đây đúng không? Thay 2 vào chúng ta có thằng này là 4, 6. Thay 0 vào chúng ta có là 2. Hả? Thế thì sao? Mày sai cái này à? À thì đây là bán là cái này. Thôi câu này thì dễ, đúng không? Thế mà anh thấy là chỉ có hai mình rơi vào hai đúng hai trường hợp nhỉ? Một câu dễ phải không? Hoặc là câu khó phải không làm được. Mình cứ học gợi ý lời giải là mình hiểu luôn nhé. Câu kia thì ok ấy. Câu kia mình làm cách lời giải thì cũng được ấy. Được chưa? Hết chưa? Đoạn sau là dễ không? 46. Ok đúng không? 47 ok không? Hả? Không à? Rồi, còn lại là ok đúng không? Có 47 thôi đúng không? Mỗi đỉnh của hình đa diện là đỉnh chung của ít nhất mấy mặt? 3. Hình tứ diện là hình min của tất cả mọi thứ nhá. Nó giống như hình tam giác ở trong mặt phẳng ấy. Hai hình đấy là giống nhau. Tương tự nhau. Nhanh làm gì? Anh chỉ bắt chúng mày làm 40 câu. Anh chỉ bắt chúng mày làm ít thôi mà. Cưới với chết. Đi ăn đâu ở nhà mà. Ủa? Chúng. Hình chóp SABCD. Hình thang vuông. Tài anh lãng rồi, đừng nói nữa. Không làm được câu 7 làm chó. Anh đang rất cay cú rồi. Không thể bỏ qua vậy được. Không biết nãy giờ qua là mình kiểu mình làm mình cứ làm theo bản năng ấy. Mình ngồi check lại mình có thể ngồi nghĩ cách khác ấy. Kiểu thế. Nhưng mà chúng mình không hào hứng lắm mấy câu đấy. Không phải không hào hứng lắm mấy câu đấy. Đúng rồi, nhưng mà làm mấy câu dễ thì có sai. Thì học kỳ trên 9 nhá. Chúng mày vẫn còn sai mấy câu vớ vẩn mà. Cái gì? Đứa nào bảo là 8 là mừng. Em làm đề này 9 mà. May thì đi thi ăn may đi. Gọi S1 là mặt cầu tâm E. Ngoại tiếp tứ diện SABC. Rồi ok.
Nào, mặt cầu ngoại tiếp tứ diện này thì từ từ đọc hết đã. S2 là mặt cầu tâm F ngoại tiếp tứ diện SBCD. Cái gì đấy? EF tạo mặt phẳng ABCD một góc 30 độ. Gọi C là đường tròn giao tuyến của S1. Ui. Được, hay đấy. Đúng rồi, 40 câu một tiếng cân nữa là ít đấy. Hay mà. Kể anh. Ừ, ok. Thế thì đợi tí nhá. Anh ngồi nghĩ đã. Anh nghĩ chờ. Câu hay đấy. Ok. Đứa nào đúng không? Cứ mấy hôm trước năn nỉ xin nghỉ lịch xuống 2 rưỡi ta. À, cái đứa nghỉ học hôm nay đúng không? Nhưng mà không biết, học rồi học đi. Câu này cùng nghĩ thì mà anh vẽ hình cho. Dễ đâu mà dễ. Không khó thôi. Bạn đọc có 41 là gì? Bạn làm sao ấy? Vẽ nhà thì hơi sai sai đúng không? Nào, mà dậy. Phương. Anh tưởng mày không bao giờ ăn. Đó. Anh tưởng mày ăn ít lắm à? Ăn ít là mày đói. Thì đi ăn nhiều lên. Ăn nhiều thế nào nữa? Cái lúc ăn bụng thì chứa là thế làm sao ăn được tiếp. Thì ăn nhiều bữa lên. Okay. Thì đúng rồi, đây cùng làm thôi mà. Nhanh. Rồi làm thế nào để xác định tâm và bán kính nào? Mặt bên SAB là tam giác đều, đáy cũng đều nốt. Ngài. Cố lên. Không thành này. Rồi làm sao để tìm được tâm và bán kính? Cái đứa hôm trước bảo là xem video rồi nhá. Ngọc, làm thế nào? Làm nhau để tìm tâm và bán kính của mặt cầu ngoại tiếp. Thế bây giờ câu này đi thi chúng mày định làm nhau. À, thật đấy à? Ui, học mặt cầu xong, không đùa. Đầu tiên, lúc nào cũng phải xác định được tâm của đáy. Chính xác, tâm của đáy. Tâm của đáy nó dựng một đường vuông góc lên, anh gọi là gì nhỉ? Trục đường tròn này, chả nhớ. Đại khái là trục đường tròn tam giác đáy, đúng không? Gọi thế. Rồi. Xong làm nhau nữa. Đúng, cái này cũng được. Mặt phẳng trung trực của SA đúng không? Ở đây hơi khó. Thì vẽ đường cao chứ. Vẽ đường cao này. Thì bởi vì SAB là tam giác đều nên đồng thời nó cũng là trung tuyến. Đúng chưa? Thì tâm của tam giác SAB ở đâu? 2/3 thằng này đúng không? Từ thằng này mình dựng vuông góc sang. Được chưa? Thì cũng vừa khít luôn là thằng C. Đây là gì nhỉ? Đây là O nhá. Đây là G nhá. Đây là M nhá. Thì vừa may mắn luôn là chúng ta sẽ có là CO cũng vuông góc với AB. Do tam giác đáy cũng đều. Thôi đi ông. À, thôi đi bà. Đấy là, đấy không phải tư duy. Cái tư duy của mình là lúc nào cũng phải là một là lấy trục đối xứng. À, một là lấy tâm của đáy và tâm của mặt bên, xong rồi dựng hai cái điều vuông góc lên cắt nhau ở đâu thì nó là tâm. Nhưng nếu nó không cắt nhau thì phải làm như Thành nói ấy, là lấy một mặt phẳng trung trực của cạnh bên ấy, cắt cái trục đường tròn đáy nó mới được, được chưa? Chẳng qua câu này nó may mắn là hai tam giác đều thôi, thì đây chính là tâm của đường tròn, được chưa? Thì thực ra là nếu làm tự luận thì mình phải chứng minh là hai cái đường này cắt nhau ấy, nhưng mà thôi, đây thì nó cũng hiển nhiên tại vì có OM song song với GI rồi. Và SM song song với IO.
Đấy là trắc nghiệm thôi. Nhưng mà chứng minh thì cũng dễ. Tại vì có SM song song với IO nhá. Cùng vuông góc với đáy này. CM thì song song với GI là cùng song vuông góc mặt phẳng SAB. Được chưa? Mày có muốn về không? Thằng Danh này. Rồi. Thì chúng ta sẽ tìm được cái gì? Thể tích à? Thể tích thì tính R thôi đúng không? R thì chắc là tìm tìm IA nhỉ? IB đi. Em vẽ khó gì quá ha. IA này. Đấy. Thì nếu mà khó nhìn thì chúng ta vẽ hình phụ ra ngoài nhé. Đây đúng không? Đây là I này. Đây là G này. Đây là A. Thì bởi vì IG vuông góc mặt phẳng bên mà. Chúng ta sẽ có cái này. CO vuông góc với AB này. SM vuông góc với AB này. Thì nhận xét được là cái tam giác, à cái hình thang, hình tứ giác là OMGI là hình gì? Hình gì? Chữ nhật. Vui không chưa biết, nhưng mà nó vui thật. Tại vì bằng nhau hết, được chưa? Đúng rồi, tại vì nó đều. Rồi, thì sẽ tìm được thằng IG. IG là 1 phần 3 của đường cao của tam giác đều à? Căn 3 trên 2. Nó là căn 3 trên 6. Thằng này là căn 3 trên 6. Rồi. Thằng GA thì nó lại là bán kính đường tròn ngoại tiếp đáy. Là đều đúng không? Tam giác đều cũng cũng là bao nhiêu? Căn 3 trên 6. Phải đâu? Cái này là căn 3 trên 3. Trên 2. 2 căn 3 trên 3. Được chưa? Đấy. Làm tắt đó. AG sẽ bằng 2 phần 3 của đường cao tam giác đều. Thì nó là 2 phần 3 của căn 3 trên 2. Trên 2. Đây là căn 3 trên 3 mà. Căn 3 trên 3. Được chưa? Rồi. Pythagore chúng ta sẽ ra được là 3 phần. Bấm máy tính đi. Chúng mày định ngồi đấy. Điện đôi bao giờ? Bấm máy tính đi. 1 phần 3 cộng với 1 phần. Chỉ lại đấy. 12 4, 5 phần bao nhiêu? Căn 15 trên 6 à? Hay là em bấm sai? Anh đã không còn niềm tin của em từ lúc em bấm lúc nãy. Căn 15 là kiểu căn 15 đấy. Mấy? Căn 15 kìa. Rồi căn 15 trên 6 là bán kính của thằng này. Thì V sẽ bằng 4 phần 3 pi. Thằng Danh này nói nhiều thế nhỉ? Trừ hai thằng này mỗi thằng một điểm. Thì nó là bao nhiêu? Bấm đi. Kỹ năng cái gì nữa? C à? Được chưa? Rồi. Thật đúng không? Thật đúng không? Ờ, anh biết em tốt mà, xin lỗi. Rồi tiếp. Ok. Anh in thêm tiếng nữa xong rồi về.